Chào Quyên. Dạ chào cô. Trời ơi bữa nay làm ly ly thức uống tên gì mà ngon quá trời dạ, vậy ta? Là lục trà kiwi dưa lưới á cô. À dạ lục trà kiwi dưa lưới hả con? Ừ. Ngon lắm cô. À thầy gì hướng dẫn con bài lục trà về đây này con thấy như thế nào? Dạ. Màu đẹp mà uống ngon nữa. Ờ. Dạ. Vậy thì mà em xong rồi em có bằng thì em muốn thêm học thêm ngành pha chế để sau này em về em mở quán kinh doanh cũng được. Nếu em không kiếm được việc làm em sẽ kinh doanh pha chế đó. Dạ. Chị em học ở đây là được bao lâu rồi? Dạ em học ở đây là được 2 tháng rồi cô. À được 2 tháng rồi. Vậy trong quá trình học tập ở đây em thấy thầy cô đang hướng dẫn em ra sao, em có tiếp thu được nhiều gì cái gì về những cái lời mà thầy cô hướng dẫn em ở đây không? Dạ có, rất là bổ ích luôn cô. À. Người thân thiện, thầy cô rất là nhiệt tình luôn, em rất là vui luôn. Rồi trong những chuyến mà học tại cơ sở đào tạo dạy bếp ba của cô thì em có đi giao lưu ở những nhà như trường Châu Liêm, Đu Phước hay là ở trường Thái Lan Trung cấp gì đó? Dạ có, thì em đi phát bánh cho các em ở công viên Hữu Phước. Rồi thì em thấy cái hoạt động nó như thế nào đối với cơ sở đào tạo dạy bếp ba, thì những hoạt động đó đối với em thì em thấy nó khi em giao lưu vậy với cơ sở đào tạo dạy bếp ba cô vậy thì em thấy nó như thế nào vậy em? Dạ, nói chung là những bếp ba mình tạo rất là nhiều điều kiện cho mấy em luôn. Rồi tạo nghề nghiệp. Cho mấy em cái tinh thần gọi là biết chia sẻ với cộng đồng rồi đó cô. Mang đến những thức uống của mình đến cho các em nhỏ. Ngoài vấn đề mà em học pha chế đây rồi em còn có học ngành nghề gì của cơ sở bếp ba của cô đó không? Dạ ngoài pha chế thì em học làm bánh cô. Làm bánh nâu. Dạ. Vậy thì trong quá trình học, trong quá trình em tiếp xúc với cái bánh nâu á, em thấy cơ sở đào tạo nghề bếp ba cô hướng dẫn em phần bánh nâu nó như thế nào vậy em? Tận tình luôn, là mỗi giống là mình mới ngày đầu vô thì mỗi người sẽ được cô hướng dẫn riêng, lớp riêng. Rồi xong rồi chừng nào quen rồi mới hòa nhập với các bạn. Vậy rồi trong quá trình đi giao lưu với cơ sở cô á, em có rút ra được cái gì hay là em có ý kiến đề xuất gì cho nó cho cơ sở cô để cơ sở cô có những cái gì để phát triển mạnh hơn trong vấn đề mà khi tiếp xúc với ngành nghề ngoài thực tế không vậy em? Dạ em thấy là cơ sở mình rất là tuyệt vời rồi, em không có góp ý gì thêm hết. Rất là tốt rồi. Vậy thì em sau quá trình học tập ở đây rồi em là sinh viên rồi em đã tốt nghiệp được bằng đại học rồi thì cô đã biết rồi, vậy thì khi về đơn vị gia đình của em, về nhà của em đó, em xin việc làm thì trong quá trình xin việc làm thì em có thể thấy khi chưa có việc làm thì em có thể quay trở lại được cơ sở đào tạo về bếp ba cô để em học thêm những cái kiến thức, để thu nhập thêm những kiến thức, thu hút những kiến thức mới để cho mình biết nhiều hơn không? Dạ có, em đi làm để lấy kinh nghiệm thôi, rồi em sẽ mở quán, mẹ sẽ lên đây nhờ cô tư vấn menu cho em để em mở quán. Vậy thôi, cơ sở đào tạo dạy nghề của ba tôi cũng đại diện cơ sở đào tạo dạy nghề ba cũng chúc em luôn luôn vui vẻ về nhà tìm công việc được tốt đẹp, và nếu có mở quán thì mua may bán đắt nha. Dạ, có gì muốn học hỏi thêm vấn đề gì về tiếp xúc những món mới thì có thể cứ đến cơ sở đào tạo dạy nghề của ba tôi cô để học tập nha. Dạ. Tụi cô sẵn sàng giúp đỡ em để cho em hoàn thành tốt cái vấn đề mở quán của em. Dạ, rồi chúc em luôn vui vui khỏe nha. Dạ. Chào em.